không? Dạ. Rồi nha. Bên kia nha, mấy ngoài á, đừng có vô mấy tông mình khét lắm. Giờ chú muốn nữa. Đừng la, để tao kéo. Chết đâu? Ơi, ơi, đừng có la. Mình xin kính chào quý vị các bạn ha. Thì hôm nay mình có bứng cây tứ quý, không có gì cây này tàn. Tại vì mình quay cũng hơi trễ, cây này tàn rất là tròn đẹp quý vị. Nhưng mà mình rút phôi ghép, mình bứng bàn giao cho anh Hải ở Hóc Môn của quận 12 ha quý vị. Cây này thì hoành 45. Cây này một cốt quý vị, đầu vô đôi chuột. Cây này nói chung là tay cầm rất là đều lực. Cây này tàn tròn đẹp lắm. Thì cái này nói chung là xa một chút, mình quay vận chuyển cảnh vận chuyển cái đường này từ đây đi ra ngoài rất là xa quý vị. Đường nhỏ mình cũng quay mang tính chất tham khảo với cho anh Hải biết hành trình của anh em tụi mình bứng ha. Cây này anh xả anh lấy tới đọt luôn nha anh Vinh. Cây này tay cành thật là không quý vị, tay cành cỡ không mấy không à, tay cành đều xuống nở hoành 45. Đây mình cũng làm cái cầu nối ha quý vị. Cái này đem về ghép. Đây là đồng ruộng không quý vị, ở đây là thuộc gò công bằng tay. Bàn tay phải có đường bến phà Tân Long ha quý vị. Cái này tay cành quá đẹp, cái này về ghép khỏi phản thiệt. Tay cành quá đều. Đầu vô đôi chuột luôn. Bắp măng. Bắp giót luôn ha quý vị. Đây ha quý vị. Anh em nãy giờ bứng cũng chuẩn bị xong, cái này là xong rồi mình vận chuyển ra đi thành phố luôn. Để mình ra mình quay cái đường vận chuyển từ đây ra cái lỗ lớn, giờ cũng không biết vận chuyển sao nè. Cái đường rất là nhỏ, khúc trong đây nó cũng bự ha quý vị, nhưng mà ra ngoài rất nhỏ. Bởi vậy mình cũng mang tính chất chia sẻ cho quý vị biết, nói chung anh em bứng rồi vận chuyển là cây cực như thế nào, rồi để giao cho tới khách hàng cây an toàn cũng rất vất vả không quý vị. Từ đây ra ngoài khoảng cây số nữa quý vị, nó cái đường khúc ra trong đèn đã đỡ. Ra ngoài tới mấy cái cống nó chỉ cần được có bông tắc ở bên đây là kinh, nó bị sạt lở, khúc này nó không sạt lở. Bởi vậy nói chung cây có giờ kiếm cũng phải trong vùng sâu vùng xa mới có quý vị, chứ nằm mặt tiền thì không có. Bởi vậy cũng có một số anh em nhiều chứ không phải giống người đó. Cây này ta cành rất là đẹp quý vị. Ok luôn. Nay là từ hồi đầu dịch tới nay là mới khai đau hả Tú? Mới khai đau lại. Hai ông thợ. Nói chung thường thường là mình đi với anh Nhẫn với Tý ha quý vị. Nhưng mà tại vì mấy cây này cũng của Tú với anh Vinh, cũng mình cũng hỗ trợ thôi ha quý vị. Tại vì mấy cây này của ảnh. Nói chung mình cái mối quan hệ mình rộng lắm. Của anh em nào thì ấy thì mình hỗ trợ. Mình cũng làm cái này lực lắm quý vị, tay cầm lắm, cái này nhìn ở ngoài phê lắm. Nhưng mà cái này mình bứng anh Hải không có làm đế, không cho mình làm đế. Nhưng mà cái này đế cũng đạt quý vị. Đạt không? Điều.
chút mình quay cho quý vị xem tiếp ha. Quý vị thì cái này là cái đường lớn ha quý vị, thì mình cũng quay cho anh Hải anh biết thôi, cho anh em khách hàng biết cảnh anh em cực khổ thế nào, và mình đi cái đường nhỏ này đi bộ vô trống để vận chuyển cây ra ha quý vị. Thì nói chung mình cũng chia sẻ cho, nói chung là anh em cực khổ chứ, một cái cây mà để bứng rồi xong để giao cho tới khách hàng cho anh em mà cũng cả vấn đề quý vị ơi. Nhiều khi nằm mặt tiền thì nó dễ, nằm trong sâu này kia nữa, mà gặp cây lên cây nhỏ thì không sao, mà cây này cây lớn nữa, cây này vành tới 45 thì bứng đường kính bầu khoảng cả mét. Đây lên cái cầu này cũng thấy cái cầu này lên xem ra yếu yếu, tim chạy cũng hơi bị mệt đó. Đây cái đường này ha quý vị, đường nói chung là đi rất là khó, nằm hai bên là đồng không à, bên kinh. Đây vùng quê quý vị, cánh đồng lúa bát ngát ha, rất là đẹp, hai bên đồng lúa hết luôn, chỉ có một con đường mòn thôi, nhà thì cũng ít nữa quý vị. Bởi vì nói chung giờ những cái cây mà giá để đến tay anh em chơi thì giá hợp lý thì nó mua rất là khó, quý vị, nằm phải trong vùng sâu vùng xa, nhưng mà con cái là chi phí là nặng, là nặng công vận chuyển của anh em không quý vị. Chứ nhiều khi anh em lên coi rồi là sao, tại sao lý do cây mắc cây rẻ này kia, quan trọng cây mình thích thôi quý vị. Dân chơi kiển vậy, mình chơi kiển là mình phải biết cái giá trị, chứ anh em lên coi được thì mua coi, còn không được anh em đừng có mua để đừng ví dụ cảm thấy thích thì mua, chứ đừng anh em đừng đừng nó từ xa anh em đang đẩy ra ha quý vị, rất là khó ha. Đây cái đường nhỏ xíu à, những cái mà chỗ cống này nè, cái đường rất là nhỏ, đi rất là hẹp ha quý vị đó. Đây anh em đang làm chuyện ra ha quý vị, qua đâu luôn 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 anh mua ơi, mình đang kéo à, đây đây đợi luôn đi, đợi đây cho nó quẹt luôn không sao á, nếu mà nó lướt nổi lướt luôn à, đợi đi tát đi anh, qua thôi giữ cái dây đó đi tới đi. Rồi đẩy 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 tới là buồn ngao luôn à. Khỏi cây, khỏi cây, khỏi cây. Dạ. Rồi nha. Em kia nha, mấy ngoài á, đừng có vô mấy tông thì khác lắm. Giờ tí nữa. Đừng la, để tao kéo. Đi vô. Ơi, ơi, đừng có la. Mình phải hỗ trợ anh em. Để tao kéo, mày la tao hết hồn. Qua cái cua rất là vất vả. Đây anh em giờ cũng vận chuyển ra tới lộ lớn hả quý vị. Rồi quá khỏe quý vị ơi. Đây không quý vị. Thì giờ cũng lên tới địa phận của anh Phải rồi, giao bàn giao cho anh. Thì ở đây cái vườn của anh ha quý vị, cũng cây cũng khủng không ha.
Ở chắc tối thì mong quý vị thông cảm ha. Bây giờ có phải là cái chỗ dốc này nó hơi đứng, em cho cái xe đó, em quay cái đầu xe luôn đi. Quay đầu xe ra thì anh cho cái bỏ luôn cái này. Này anh cũng mua và anh ghép ha quý vị, anh nuôi lại. Mấy cây tứ quý đế cũng khủng khủng không quý vị. Có chụp gì em cứ vô chụp, chụp rồi chụp đi, chụp thoải mái đi. Đây mình cũng quay cho quý vị tham khảo những cây tứ quý khủng ha quý vị, vườn của anh Hải ha. Ví dụ quý vị nào mà Hải Mai luôn. Dạ anh cũng là kinh doanh ha quý vị. Chơi. Đây nói chung là cũng hơi tối. Đây cây này là hoành khoảng 6-70 có hơn không quý vị, đới sổn cục luôn, nói chung là tối. Để mình mở cái đèn led cho. Dạ. Đây cây này đế sổ không quý vị, nói cây mà một cốt không mà qua nhạo. Mấy vườn ảnh vườn khủng không quý vị. Mình mới dắt tối. Đây có cây này không quý vị. Cây này cũng 6-70 mà nguyên củ đế đặc ha, quý vị thấy ha. Cây này rất đẳng cấp quý vị, nói chung cái vườn ảnh là cây cũng khủng không à. Hoành tứ quý là hoành 50 đã lên một cốt không quý vị. Đó. Thì cây này hoành 60 có hơn không quý vị. Một cốt giúp ngộ mà cây lật lắm không quý vị, bóp giót luôn. Một thân một cốt giót ngọn luôn quý vị. Tay cành thì lật lật không à. Đó, đế không quý vị. Quay cho quý vị tham khảo, quý vị nào cảm thấy muốn giao lưu với anh Hải thì ảnh ở quận 12, An Phú Đông quận 12. Mình đi giao ban đêm. Vườn này của ảnh còn rất nhiều nhưng mà tối mình cũng quay những cây nào khủng khủng cho quý vị chiêm ngưỡng thôi ha. Dạ đúng rồi. Mấy này là mấy hoa nhạo của ảnh chơi riêng ha quý vị. Có số anh ghép cũng có ha. Nè hoa nhạo không quý vị, một thân một cốt ha. Cây nói chung là cây đẳng không quý vị ơi. Dạ cây. Nó cắt tam đẳng. Dạ. Đó mấy cây hoa nhạo nè, rất đẳng cấp. Cây này vậy chứ cũng hoa nhạo chứ mà không bằng. Dàn xương quá kính luôn. Một thân một cốt tàn thông không quý vị. Đế đây nè, đế sổ. Con cây sầu hoành 70-80 quý vị. Cây này sầu khủng khiếp luôn. Sầu chảy luôn, cái này hoành có trăm có. Bên ngoài này mà cắt tấm ra cái cây này cái thế này độc lắm nè. Dạ. Cây này mà cũng sầu luôn hả anh Hải? Sầu luôn, sầu luôn. À, hoành cũng khủng không à. Cây giữ tại không có cho để cho mát cây. Đúng rồi. Thành phẩm ráo à, những cây. Vẫn cháu cái cây đế nào con cốt này mới ghê nè, cây này là cưng dữ lắm á. Đúng rồi, cây này nó một, một cái nồi đế sổ không quý vị. Cái nồi cậu 8-90 bự rồi lắm. Cây này hoành cũng 50-60 một cốt không không quý vị. Nhưng mà cái ở dưới thì nó bự nhưng mà mình dạ. Đó, đó một con cốt chút ngọn luôn. Cốt đây, cành qua nhạo không quý vị. Đẳng cấp dạ, thật chứ. Dạ. Rồi tới đây mình cũng xin khép video ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu xem hết video không quý vị.